Hello, xin chào quý vị đã hữu đã quay trở lại với cái series lập trình căn bản của DaVinci Desk. Thì đã đi tới cái video ngày hôm nay, nó gần như là những cái video cuối cùng của cái series này rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý đạo hữu một cái phần gọi là cực kỳ quan trọng, và nói chung là cũng là một trong những cái phần mà gọi là thứ là mạnh nhất, một trong những thứ mạnh nhất của Go. Và đó là lý do tại sao mà nhiều người người ta yêu chuộng Go tới như vậy. Thì đó chính là Go Routine và Channel. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn về Go Routine. Ở video kế tiếp mình sẽ giới thiệu về cái phần Channel. Vậy là coi như kết thúc luôn cái series lập trình Go căn bản. Thì thay vì các bạn phải đi tìm hiểu lập trình ở trong những cuốn sách khô khan, hoặc là phải bỏ tiền ra từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu để có thể mua những cái khóa học lập trình ở trên mạng online chẳng hạn, thì ở đây mình đã cố gắng cung cấp cho quý đạo hữu một cái khóa học hoàn toàn miễn phí và hoàn toàn bằng tiếng Việt, để hỗ trợ cho những cái bạn sinh viên chẳng hạn không có cái trình độ tiếng Anh đủ tốt để có thể học những cái khóa học ở trên những cái trang web bên nước ngoài. Thì không có lý do gì mà các bạn ngại ngùng gì mà không cho mình một vài cái comment khuyến khích ở bên dưới, một vài cái like, subscribe để mình tiếp tục có động lực giúp cho các bạn có thêm nhiều khóa học của người Việt, và cho người Việt, cho các bạn sinh viên mình có cơ hội để tìm hiểu những cái kiến thức công nghệ mới. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ quay lại về cái bài giảng video của ngày hôm nay. Đó chính là Go Routine. Thì Go Routine là gì? Thì nó giống như là một cái thread nhỏ gọn và được quản lý bởi cái Go Runtime. Nghĩa là khi mà bạn khai báo thì khi mà nó gặp cái từ cái Go Routine đó thì nó sẽ tự động sinh ra một cái thread trong lúc cái chương trình bạn đang chạy nha. Đó, thì nó tự động sinh ra một cái thread rất là nhỏ gọn thôi. Đó, và nó chạy gọi là bất đồng bộ. Và khi mà cái tại sao nó nhỏ gọn, tại vì một cái Go Routine mà được khởi tạo nó chỉ tốn, ban đầu nó được khởi tạo nó chỉ tốn có 2 kilobyte trong stack size thôi, và nếu mà có nhu cầu thì cái stack size nó có thể phình to ra được. Vậy có nghĩa là ở trong một cái ứng dụng của bạn, bạn có thể có tới vài trăm ngàn cái Go Routine chạy với nhau là việc bình thường luôn. Đó là cái thứ rất là mạnh của cái Go này, của ngôn ngữ Go, gần như là cái vũ khí mà gọi là mạnh nhất của nó đó. Thì việc khai báo cái Go Routine có rất là đơn giản thôi. Ví dụ như bạn có một cái hàm, có một function gì đó, và bạn muốn cho nó chạy ở một cái thread khác, chạy một cái routine khác, thì khi bạn gọi hàm đó, bạn trước cái hàm đó bạn gọi chữ Go là xong. Đó, rất là đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản luôn. Đó là lý do tại sao nó vừa gọn nhẹ, nó vừa đơn giản, dễ viết, nên là mọi người đều thích xài Go là vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái demo. Mình sẽ làm cái demo để cho các bạn thấy được là cái Go Routine này nó chạy như thế nào. Thì cái demo này của mình nói sơ qua về cái demo này của mình, nghĩa là một cái demo mình chạy lên, mình đi kiểm tra những cái trang web, xem những cái trang web đó nó còn hoạt động hay là không. Nghĩa là mình có thể gọi lên trên cái trang web đó hay không. Đó, thì thí dụ như mình gọi lên được thì mình báo về ok, gọi lên mà nó không được thì mình sẽ báo về là lỗi chẳng hạn vậy. Rồi, thì ở đây ví dụ như mình có một cái list size ở đây, thì nó là một cái size string đúng không. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi kiểm tra cái trang Google. Đấy, mình muốn đi kiểm tra là trang Google. Rồi, đi kiểm tra Facebook. Đó.
Rồi, đi kiểm tra. À, trang nào nữa ta? Golang.org. Rồi, thêm một trang nữa đi, là Stack Overflow đi. Bị hai chấm Stack Overflow chấm cơm. Rồi, ví dụ như mình có bốn cái trang này, tôi có bốn cái trang này tôi cần phải đi kiểm tra để xem nó có chạy, nó hoạt động bình thường hay không. Thì mong muốn của tôi là cứ cứ chạy kiểm tra sau mỗi 5 giây tôi chạy kiểm tra một lần. Rồi, thì đầu tiên thì làm thế nào để mà mình gọi cái request lên trên cái trang này để kiểm tra? Thì mình dùng cái gói tin HTTP get, cái function get. Thì các bạn xem nè, cái function get này nó truyền một cái URL và nó trả về một cái response và cái error. Đó. Thì thay vì mình xử lý ở cái response và cái error trong này, đó, trong cái hàm get này, thì bây giờ mình tách nó ra làm một cái function để cho nó code mình nó đẹp. Thì cái function mình gọi là tên là check cái size, đúng không? Kiểm tra cái size thì đưa vào một cái link và mình đi kiểm tra. Thì mình sẽ gọi cái HTTP get này, mà mình lấy cái link này. Rồi, nếu trong trường hợp mà nó có error, đúng không? Thì mình sẽ in ra. Mình là cái link này. Đó. Is down. Có nghĩa là cái URL này nó tạch rồi. Cái trang này tạch rồi. Và mình return luôn, nghĩa là khi mà có error mình in ra để mình biết là ok, cái trang này nó bị lỗi rồi, nó down rồi, và mình return để mình không có xử lý tiếp tục ở phía bên dưới nữa. Còn nếu như trong trường hợp mà nó ok, nó thành công, thì mình in ra là ok. Is ok. Rồi, được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ forward hết cái từng cái item ở trong cái list size của mình, và mình đi gọi check size tương ứng với từng cái link. Được chưa? À, sorry, tiếng range. Rồi. À, respond. Rồi, mình cộng thêm cái respond, cộng cái status đi. Status code. À, thôi, status đi, nó là string. Rồi. Rồi, thì đó là cái hàm check size của mình, và mình duyệt qua bốn cái trang này để mình xem coi là nó có chạy hay không. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Go run, mình chấm go. Thì các bạn thấy nè, đó, nó chạy qua từng trang nè. Google ok 200, Facebook cũng ok 200, Golang cũng ok 200, nói tiếng Anh đó. Rồi nên mình chữ y xin cách cho nó đẹp ha. Rồi, nghĩa là cái hàm check size này ok, nhưng mà hiện tại các bạn thấy là nó đang chạy như thế nào, cái logic hiện tại đang chạy như thế nào. Nghĩa là khi mà bạn gọi check size, nó sẽ đi gọi HTTP GET này và trả về response, rồi sau đó mình in ra. Nghĩa là đầu tiên đối với cái size Google, nó đi gọi lên Google, sau đó nó kiểm tra thành công thất bại in ra. Rồi thành công rồi thì hoàn tất được cái check size Google rồi, thì nó mới tiếp tục nó đi check cái Facebook. Có nghĩa là nó phải chờ cho cái Google này chạy xong thì nó mới tiếp tục, nó tới gọi tới Facebook, rồi nó gọi tới Golang, và nó gọi tới Stack Overflow.
thì đó có nghĩa là nó đang gọi tuần tự. Thì cái mà mình muốn ở đây nghĩa là mình muốn cho cái việc mà gọi bốn cái trang này nè, nó gọi không 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 cần phải chờ nhau, có nghĩa là cứ gọi một lúc bốn hôm nay, thằng nào xong trước cũng được hết đó, mình không cần phải chờ đợi nhau. Thì ở đây mình sẽ dùng cái go routine, rồi mình chạy cái go rồi đó, nghĩa là mình sử dụng cái go routine để mình nói là ok, khi này á tới ứng với mọi cái link này á, anh cứ chạy một cái thread mới cho tôi đi, anh chạy bắt đồng bộ cái thread này đi đó, cái hàm chất xài đi, thì tôi không không cần phải chờ gì ai hết. Nghĩa là khi mà anh Google này nó chạy ra, nó bung ra một cái thread mới, nó chạy lên chat Google sao, sau đó thì tới anh Facebook liền luôn, nghĩa là không cần chờ cái việc chat Google hoàn thành thì nó đi check Facebook ngay sau đó luôn, và tiếp tục là Golang và Stack Overflow cũng tương tự vậy. Nghĩa là ở đây nó sẽ sinh ra giống như là bốn cái Go Routine để mà nó chạy, nó kiểm tra đó. Thì bây giờ mình về mặt lý thuyết là như vậy đúng không? Thì bây giờ mình thử chạy lại, trong trường hợp này mình thử mình chạy lại nha, mình chạy lại cái hàm của mình coi nó ra cái gì. Thì man, tự nhiên bây giờ nó không in ra cái gì hết. Nên cái vấn đề nằm ở đâu thì mời các bạn quay lại cái biểu đồ này nhìn cho nó dễ hiểu. Thì khi mà các bạn chạy go routine đó, các bạn phải hiểu nó là ở trong cái hàm main của mình, khi mà nó chạy thì nó chạy trên một cái main routine, nó chỉ duy nhất một cái main routine thôi, và tất cả những cái routine mà nó chạy ở bên trong ứng dụng đó, nó đều là con của cái main routine này hết. Rồi vậy thì khi ứng dụng của mình chạy cái main routine này, nó start lên và cái ứng dụng mình sẽ gọi ok routine 1, routine 2, routine 3 chạy đi, thì ba anh này sẽ bắt đầu chạy, thì có anh chạy dài, có anh chạy ngắn, có anh ấy. Nhưng mà khi mà cái anh main routine này nè, anh kêu ba cái anh go routine 1, 2, 3 chạy đi đó, thì ảnh hết cái gì để anh xử lý rồi, nghĩa là tới đây anh dừng. Thì quá buồn ở chỗ là khi mà anh dừng rồi á thì ảnh coi như là anh bỏ qua luôn, anh kêu luôn, anh dẹp luôn ba cái thằng con này nữa, nghĩa là ba thằng con này lúc này nó xuống xe bị chết theo thằng main routine luôn. Đó chính là trong cái trường hợp của mình. Trong trường hợp của mình nè, đó mình đây là mình chạy ra bốn cái routine, nhưng mà sau khi đó, sau khi xuống đây thì tới đây là kết thúc cái ứng dụng của mình rồi, sau qua khỏi dòng for là hết kết thúc những ứng dụng của mình rồi, và cái go routine, những cái go routine này á, nó vẫn chưa có hoàn thành, nghĩa là nó vẫn chưa check được cái sai đó, thì ứng dụng mình đã chết. Ứng dụng mình không phải đã chết mà ứng dụng mình đã tắt đó. Thì cái kết quả mà cái việc check go mấy cái trang đó, nó bỏ qua luôn, nó không quan tâm nữa, nó tắt tắt chung với cái main routine rồi. Vậy thì cách ở đây giải quyết tạm thời là mình sẽ cho cái mình sẽ sleep lại khoảng 10 giây, second, thì mình sẽ dùng cái hàm tem.sleep và mình truyền vào là 10 giây, có nghĩa là ok, tôi sẽ cố gắng, tôi ở đây tôi chờ 10 giây, nghĩa là khi khi đã fork được bốn cái anh routine này dạy rồi thì tôi ở đây tôi chờ 10 giây để coi nó có kết quả như thế nào. Chạy đấy, thì ở đây nè, đó nó in ra được 1 2 3 4 rồi đó, xong rồi chờ 10 giây, rồi sau hết 10 giây rồi đó, nó kết thúc ứng dụng. Thì cái cách này nó rất là cũng như là củ chuối củ bắp á. Tại sao? Thì ví dụ như bây giờ mình không phải là bốn trang mà là 40 trang, thì cái 10 giây này mình phải để là bao nhiêu giây, nó không có phù hợp. Vậy thì có một cái cách để mà hiện tại thì mình chưa chưa tìm hiểu tới channel ha, thì
mình sẽ có cái cách để mà mình quyết định coi là sẽ chờ cho tới khi nào mà bốn anh này nó hoàn tất hết thì mình mới kết thúc cái ứng dụng của mình. Thì đó chính là một cái gọi là Y group. Ở trong Go nó có một cái gọi là Y group. Y group ở trong cái bucket sync Y group. Thì khi mà mình khai báo một cái biến Y group á, biến này thì ứng với mỗi một cái Go routine đó, khi mà mình chạy á, thì mình sẽ thì mình sẽ ví dụ như ở đây là mình có bốn trang đúng không? Thì trước khi mà mình bắt đầu chạy Go routine đó, mình nói cho cái Y group này biết là ok anh phải chờ đó, cho đủ cái số lượng Go routine nó hoàn thành á thì anh mới được tắt. Trong trường hợp mình á là mình có bốn trang vậy thì mình sẽ có cái bốn cái Go routine thì mình sẽ add vô là ok cái Y group này vui lòng chờ bốn cái Go routine kết thúc rồi mới được ngừng. Rồi thì trong mỗi cái Go routine này nè mình phải nói cho nó biết là ok tới đây là hoàn thành đó. Vậy thì trong này Y group này anh phải báo nó là trường hợp này chỗ này là anh done rồi nè, trường hợp này cũng vậy, Y group tới đây là done rồi nè đó. Rồi và sau đó thì ở đây Y group gọi quay để chờ, có nghĩa là đầu tiên là tôi xác định là tôi sẽ có bốn cái, tôi phải chờ cho đủ bốn cái routine nó chạy thành công thì cái hàm quay này nó sẽ chờ chờ khi nào có lũ đủ bốn cái Go routine thành công, nghĩa là nó đâm được bốn lần nè thì nó mới chạy qua, nó mới pass qua được cái hàm này và anh đi tới đây đó. Nghĩa là tới đây nghĩa là kết thúc chương trình đó. Rồi đây chính là cách mà mình chạy một cái sử dụng cái Y group để mình bảo đảm cái việc là cái Go routine mình nó hoàn tất rồi thì ứng dụng nó mới kết thúc. Rồi bây giờ mình go run mình chấm go mình giờ mình chạy ha. Đấy thì bây giờ nó chạy rất là hay đúng không? Nó báo ok, rồi xong rồi là ứng dụng nó kết thúc rồi. Thì tới đây nó chỉ là một cái phần mình mới chỉ làm được 50% cái việc của cái ứng dụng Sa Checker của mình thôi đó. Thì tạm thời ở video này mình chỉ mới giới thiệu về cái Go Routine. Ở video sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái channel và mình sẽ hoàn thiện được cái ứng dụng gọi là Sa Checker này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video cuối cùng trong cái series lập trình Go căn bản nói về channel.